Không ai ngờ được một cơn bão mạnh như vậy lại xảy ra. Vì sóng to, gió lớn nên việc chèo thuyền trở lại đất liền là một việc quá nguy hiểm. Nhưng đột nhiên, bạn nhìn thấy một hòn đảo nhỏ xanh tươi gần đó. Bạn cùng một người bạn nữa đang cách bờ biển Brazil khoảng 40 km. Lúc ấy, các bạn đang câu cá và không để ý thấy những đám mây đen đang che khuất bầu trời xanh. Bạn đang tiếp cận một hòn đảo vô danh và thấy một chiếc thuyền tuần duyên phía sau bạn. Mọi người trên đó hét lên gì đó với bạn, nhưng bạn không nghe thấy vì sấm sét. Họ nói rằng chúng ta nên tránh xa hòn đảo đó, người bạn kia nói. Bất chấp lời cảnh báo, bạn vẫn chèo thuyền đến đó vì chẳng còn cách nào khác. Xung quanh đảo, bạn thấy những tảng đá nhọn nhô lên khỏi mặt nước như những con dao trong bóng tối. Lúc này bạn nhận ra lực lượng tuần duyên đã cảnh báo về điều gì, nhưng quá muộn rồi. Thuyền của bạn va vào một tảng đá, đáy bị thủng, bạn bắt đầu chìm. Mưa gió càng lúc càng mạnh, cả hai bạn đều bị ngã, rồi bóng tối ập đến. Bạn thức dậy vào buổi sáng vì ánh nắng như thiêu đốt và cái miệng khô khốc. Bạn của bạn và chiếc thuyền bị đắm đang nằm gần đó. Có lẽ bạn sẽ phải đợi lực lượng cứu hộ đưa mình ra khỏi đây. Bây giờ, trong ánh sáng ban ngày, bạn có thể thấy bờ biển của hòn đảo nguy hiểm như thế nào. Xung quanh toàn đá và bạn thật may mắn khi đã sống sót. Ra khỏi đây sẽ rất khó khăn. Cùng với người bạn đồng hành, bạn quyết định đi tìm dừa và chuối. Người bạn kia đi đến đống đổ nát và lôi ra một túi thuốc. Sau đó, hai bạn rời khỏi bãi biển đầy cát và đi vào khu rừng rậm. Sau vài bước chân, bạn nghe thấy một tiếng rít kỳ lạ. Bạn thấy người bạn nọ, đôi mắt cậu ấy đầy sợ hãi. Bạn nổi hết cả da gà vì cảm nhận được thứ gì đó đang bò dưới chân mình. Rất nhiều thứ là đằng khác. Bạn nhìn xuống và thấy những con rắn đang trườn. Có hàng chục con như vậy. Chúng quấn quanh chân bạn, chui vào bụi cây. Chúng ở khắp mọi nơi, đừng cử động. Người bạn kia lên tiếng, tớ nghĩ tớ biết chúng ta đang ở đâu rồi. Bạn muốn hỏi cậu ấy một câu, nhưng nỗi sợ khiến bạn không thốt thành lời. Cậu bạn hiểu nên đã trả lời câu hỏi. Chúng ta đang ở một trong những nơi nguy hiểm nhất trên trái đất, đảo rắn Brazil. Đây không chỉ là những con rắn bình thường, mà là loài rắn hổ lục đầu giáo vàng, một trong những loài bò sát độc nhất thế giới. Bạn không tìm thấy chúng ở bất cứ nơi nào khác ngoại trừ vùng đất này. Chúng tiến hóa tự nhiên ở nơi đây và không bị bất kỳ loài rắn nào khác phá bĩnh. Điều này khiến nọc độc của chúng mạnh gấp 5 lần nọc độc của loài rắn hổ lục thông thường. Chúng chính là chủ nhân duy nhất của hòn đảo. Bạn sẽ không tìm được nơi nào khác trên thế giới có mật độ rắn độc cao như vùng đất nhỏ bé này đâu. Và bây giờ chúng đang vui mừng vì hai bữa ăn trưa to bự đã xuất hiện. Cơ hội sống sót là rất thấp, nhưng bạn sẽ cố gắng. Điều đầu tiên bạn cần làm là thoát khỏi trạng thái sững sờ và tìm một cây gậy dày. Đây là dụng cụ tốt nhất ngay lúc này. Nếu gặp phải một con rắn độc, việc nên làm nhất đó là rút lui từ từ. Nhưng lần này có quá nhiều con rắn, chúng đói và hung dữ. Cùng với cậu bạn, bạn chống lại đàn rắn bằng cây gậy. Nhưng càng lúc càng có nhiều con kéo đến. Một trong số chúng rơi xuống vai bạn từ trên cây và cắn vào cổ bạn. Chất độc ngay lập tức xâm nhập vào máu và ảnh hưởng đến cơ bắp. Cảm giác như cơ thể bạn đang tan chảy, bạn thấy khó cử động và cổ bạn sưng lên. Người bạn kia nắm lấy bạn và đưa bạn vào sâu trong rừng. Ở đây, giữa những tán cây, bạn nhìn thấy một ngọn hải đăng cũ. Vâng, công trình này thực sự nổi bật. Mỗi năm một lần, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ ghé đến đó. Bạn của bạn phá cửa và đặt bạn xuống đất. Bạn sợ rằng mình sẽ không thể sống sót sau khi bị cắn. May mắn thay, anh bạn kia là bác sĩ. Cậu ấy tiêm cho bạn loại thuốc cần thiết và nhờ đó, bạn đã được cứu sống. Bạn có vài phút để nghỉ ngơi trước khi nguy hiểm lại xuất hiện. Bạn của bạn nói rằng loài rắn độc nhất vô nhị ấy đã xuất hiện ở đây hàng nghìn năm trước. Hòn đảo này từng là một phần của Brazil trong một thời gian dài. Sau đó, những trận lụt lớn đã tách nó ra khỏi lục địa. Phần đất này bị chia cắt với toàn bộ thế giới. Vì thế, một hệ sinh thái độc đáo đã hình thành. Những con rắn hổ lục từng sống ở đây đã tiến hóa thành rắn hổ lục đầu giáo vàng. Chúng nhanh chóng trở thành chủ nhân tối thượng của hòn đảo
và đã tiêu diệt tất cả các loài động vật khác. Nhưng làm sao chúng có thể sống được khi không có thức ăn và bị chia cắt với toàn bộ thế giới? Đó là nhờ tự nhiên và quá trình tiến hóa. Hòn đảo này là điểm dừng chân của nhiều loài chim. Chúng dừng ở đây để nghỉ ngơi trong những chuyến bay dài. Những con chim này trở thành bữa tối của loài rắn kia. Trước đây, vết rắn cắn hầu như không gây hại cho chim. Chúng chỉ sợ hãi bay đi và thế là rắn chẳng có gì bỏ bụng. Nhưng sau nhiều năm tiến hóa, chủ nhân của hòn đảo đã phát triển loại chất độc mạnh đến mức chỉ cần một vết cắn thôi là đủ để một con chim không bao giờ cất cánh được nữa. Cũng có truyền thuyết kể rằng một tên cướp biển đã giấu kho báu ở đảo từ ngày xưa. Và để không ai tìm thấy nó, hắn đã mang theo rắn để canh giữ vàng. Tất nhiên, không có dương chứa tiền ở đây, nhưng hòn đảo này rất hấp dẫn đối với những tên cướp biển hiện đại tới tận ngày nay. Rắn hổ lục đầu giáo vàng là một mặt hàng đắt đỏ, nên những kẻ xấu thường lui tới nơi này để săn bắt chúng. Đó là lý do tại sao lực lượng tuần duyên luôn túc trực quanh đảo. Người dân bị cấm đến thăm nơi này. Và ngay cả khi ai đó qua mắt được đội tuần duyên, thì họ cũng phải đối mặt với những tảng đá. Chỉ các nhà sinh vật học và khoa học mới được phép nghiên cứu hệ động vật trên đảo. Điều kiện cần có để được lui tới nơi này là sự tham gia của bác sĩ trong đoàn để họ cứu người khi bị rắn cắn. Chúng ta đã có cướp biển và bầy rắn độc, nhưng có một thứ khác khiến hòn đảo còn kinh khủng hơn. Lúc này, bạn nghe thấy tiếng sột soạt khắp ngọn hải đăng. Hàng ngàn bàn chân nhỏ đang gõ vào tường và sàn nhà. Bạn nhìn quanh và thấy rất nhiều con rắn khổng lồ. Một số trong đó to bằng nửa lòng bàn tay bạn. Chúng bò dưới quần áo bạn. Bạn và cậu bạn kia sợ hãi hét lên rồi chạy khỏi ngọn hải đăng. Không lâu sau bạn đã đến bờ biển và rơi xuống nước. Có vẻ như dưới áo bạn không còn con rắn nào. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bạn nghe thấy âm thanh vo ve kỳ lạ. Bạn nhìn quanh và thấy một đám mây đen gồm những con côn trùng xuất hiện trên bầu trời. Đó là cao cao. Hàng ngàn con đang bay về hướng bạn. Để tránh va chạm, bạn lặn xuống nước và đợi đám mây bay qua. Bạn ngoi lên mặt nước và di chuyển vào bờ. May mắn thay, ở đây hầu như không có rắn. Bạn và bạn mình không dám đến gần khu rừng nên đã chờ đợi trong vài tiếng cho đến khi lực lượng cứu hộ đến. Bạn lo lắng vẽ một hoa văn trên cát và hứa rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cuối cùng bạn cũng nhìn thấy thuyền cứu sinh. Bạn đang cố nói với họ rằng bạn vô tình đến đây. Họ tin bạn và đưa bạn sơ tán khỏi hòn đảo. Khi đang chèo thuyền đi xa, bạn nghĩ về cảnh tượng khi nhiều con rắn độc xuất hiện trong một ngôi làng hoặc một thị trấn nhỏ. Thật khó để tưởng tượng ra mọi người sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì. Nhưng thực ra thì bạn chẳng cần tưởng tượng đâu. Có một nơi trên hành tinh mà tại đó, người dân địa phương sống cùng những con rắn hổ mang cực độc. Nhưng điều đó không gây nên bất cứ sự hỗn loạn nào. Tại ngôi làng này, mọi người có thể sống trong yên bình và hòa thuận với những con rắn. Chào mừng bạn đã đến với làng Shethpal ở Ấn Độ. Nơi này có dân số khoảng 2.600 người và nằm trong rừng rậm. Ở đây rất nóng, còn người dân địa phương thì thân thiện và nhiệt tình. Nếu bước vào một ngôi nhà, bạn sẽ thấy một điều tưởng chừng như không thể. Rắn hổ mang chúa, loài có nọc độc thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, thản nhiên bỏ quanh đồ đạc, ăn trứng và thịt mà người dân cho chúng. Nơi đây thậm chí còn có một góc đặc biệt để loài bò sát này thư giãn, tránh cái nắng gay gắt, uống nước và ăn nhẹ. Mọi người thích rắn hổ mang như thể chúng là thú cưng vậy. Trong làng, rắn hổ mang có mặt ở khắp nơi. Chúng trườn vào nhà và trường học, bò qua các con phố và bầu bạn với mọi người trong bữa tối. Dân địa phương xem chúng là những cư dân chính thức, họ yêu chúng. Những con rắn cũng đã quen với con người và không thấy họ nguy hiểm. Điều tuyệt vời nhất là trong làng chưa bao giờ xảy ra trường hợp thương tâm vì bị rắn độc cắn nào cả. Bạn sẽ chẳng tìm thấy nơi nào khác trên thế giới có những con rắn sống hòa hợp với người dân như ở đây đâu.